Rồi, em xin chào tất cả của anh chị mình ha. Của anh chị mình thấy em đang đứng kế bên những chậu ngọc điểm đẹp không anh chị? Đây, đây là chậu màu trắng nè của anh chị. Còn đây là chậu màu bò sữa của anh chị ha. Còn đây là màu đỏ của anh chị. Đó, sau lưng em và trước mặt em nè. Quá trời luôn anh chị, rất là nhiều màu luôn. Rồi, cô chú anh chị mình thấy ngọc điểm nở hoa là giống như là xuân sắp về của anh chị ha. Rồi, em xin mời tất cả anh chị mình cùng ngắm mặt hoa với em nha của anh chị nha. Xuân đêm vui với đời. Gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân xuân niềm vui trong ngày xuân không hoen vượt than, sông thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi hài hòa cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần thế gian, lắng nghe tiếng xuân nồng kiếp hoa hết phai đời hương. Và hai chậu em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn ha. Và chậu bán nó có từ 3 tới 4 cặp lá nha quý anh chị. Và mức giá của cái chậu này là 150.000 nha quý anh chị nha. Chậu bán này em sẽ có hai mức giá nha quý anh chị. Đó là một chậu này là trồng chậu thiết kế là giá 230.000. Còn chậu này em trồng trong chậu vuông là 150.000 quý anh chị. Và nếu mà quý anh chị có yêu thích thì hãy liên hệ về hai số hotline đang chạy dưới màn hình nha quý anh chị nha. Và những chậu bên em đang bán là nó đang nhú nụ để kịp đón Tết nha quý anh chị. Em xin chào tất cả quý anh chị mình, hẹn quý anh chị mình vào xem những cái clip lần sau của tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong ha quý anh chị ha.